Hơn 20 năm trước, anh Tạ Đình Huy tạm gác giấc mơ đại học, quyết tâm theo đuổi đam mê cơ khí, sáng chế những chiếc xe không giống ai. Gần đây là chiếc siêu xe mui trần cổ kiểu Pháp, dáng dài với đường cong mềm mại bo tròn quanh thân. Theo nhà sáng chế, công đoạn khó nhất là tạo khung, sườn được làm hoàn toàn bằng sắt, thép, độ dày như xe bọc thép. Từng miếng kim loại được anh uốn cong, khoét và định hình vị trí hộc đèn, nắp capo, sau tạo thành đường gân thuôn dài xuống đuôi xe. Sau khi hoàn thành bước khó nhất, mọi công đoạn về sau đều trở nên dễ dàng như lắp đặt hệ thống lái, động cơ 1.6, phanh thủy lực, đèn LED, v.v. Người thợ cố gắng cân chỉnh bộ phận lái và đầu xe ăn khớp với nhau, đảm bảo phương tiện dễ điều khiển và an toàn nhất. Sau gần 6 tháng, chiếc xe thành hình với chiều dài 5,1m, trọng lượng gần 2 tấn, tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng. Anh Huy đánh giá chiếc ô tô tự chế của mình có chất lượng tương đương những dòng xe thông thường. Tuy nhiên, do phương tiện chưa được đăng kiểm, anh chỉ mang ra chạy quanh làng nơi vắng người. Từ ngày chiếc xe mui trần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, một số người ngỏ ý mua về trưng bày với giá từ 450 đến 650 triệu đồng. Nhưng anh Huy không bán. Anh nói chiếc xe vừa là đam mê, vừa là kỷ niệm của cuộc đời sáng chế, nên sau này sẽ dành trưng bày trong nhà. Tròn 2 năm chế tạo, anh Huy bày tỏ mong muốn lớn nhất là nhà nước có chính sách mở, tạo điều kiện cho những nhà sáng chế đăng kiểm, đưa chiếc xe vào lưu hành. Biết điều này khó thực hiện, song anh vẫn luôn tự hào và hãnh diện khi tự tạo ra chiếc xe thỏa mãn đam mê.